Xin chào toàn thể các bác. Chào các bác nhá. Buổi sáng sớm ngày hôm nay thì trời mưa rất là to. Trời tối om mà mưa to lắm. Sáng nay mưa này đi nhặt ốc nhỉ? Nhặt ốc với đi tìm cua. Ồ đấy, đây là già đấy. Sáng nay cũng tranh thủ chạy đi sang vườn bên kia hái được quả bí này các bác này. Bây giờ anh em sẽ cơm nguội hôm qua vẫn còn nhỉ? Còn rất đủ. Nấu một canh bí này ăn với cơm nguội xong là chuẩn bị đi. Không biết là kết quả sẽ như thế nào. Cứ phải đi thôi. Chờ tạnh mưa một cái là đi. Mưa to, mà ao cá thì cũng đầy nước rồi kìa. Chắc là đi cái khe mà trước hay đi ấy nhỉ? Đó, khe đấy chắc là có đấy. Mưa to. To thật đấy, có rột chỗ nào không? À, em chưa lấy được cái nấm linh chi này, nấm lim này. À, về đây để hôm nào mang về. Nó sắp tạnh chưa? Tí ngày nào cũng thấy kỳ nhông nó ra đây. Đang mưa này đi tìm cua rất là thích các bác nhé. Và mưa này đi ấy ạ, đi cầm máy đi cũng chẳng quay được nên là cũng chẳng đi được. Nên là chờ tạnh mưa là mới đi thôi. Ở trong cái rừng này mưa nhiều lắm. Cứ khoảng 2-3 hôm thì nó lại mưa. Mưa rất là đều luôn. Nhiều lúc là về vùng dưới là chẳng mưa tí nào nhưng mà ở đây là mưa thường xuyên luôn. Tí này dẻo lắm. Nó già lắm rồi nhá. Bên đấy nhiều lắm. Cả cái vườn đấy chắc phải mười mấy quả. Rộng lắm rồi nhỉ. Xa lắm rồi. Nào phải đi phát. Rột thế nào. Nhà rất là chắc chắn các bạn. Không sợ có bạt bên dưới nên là không sợ rột. Bắt đầu tạnh mưa rồi các bác nhá. Vẫn còn đang mưa nhưng mà mưa nhỏ dần đi không? Chờ tí nữa tạnh mưa thì anh em sẽ đi. Xong chưa? Anh em ăn sáng. Bữa sáng này. Còn một ít thịt ếch. Với lại một ít tôm. Đây là canh rau bí, rau dớn đấy nhá, một ít rau dớn, một ít tôm, một ít rau bí này, mấy quả chám để ăn cho đỡ buồn mồm. Rồi tạm thời cứ để nồi đấy đã, cứ để đấy tí nữa nhắc xong. Nồi cơm, ăn ít cơm nguội, ăn ít bí đã. Đây là món tôm xào với rau dớn các bác nhé. Tôm xét ghê phết đấy.
ăn thịt ếch đi. Qua là còn mấy con ếch các bạn. Nên là sáng nay em ra làm thịt. Ngon đấy. Tôm. Bãi quả đào này các bác. Chưa chín nên không có thú rừng ra. Cua này thông thường là nó ở mưa cái là nó lên rừng ngay. Ở đây khá là tối nhé các bác nhé. Thế là video quay là khá là tối thì sấm sét luôn. Bắt đầu đến suối này. Cái gì đấy? Cua à? Ôi dồi ôi. To. Bé bé. Ra. Vừa đến nơi các bạn nhé. Ô, đây có quả ấy rơi đây này. Ồ, nhờ. Hạt đâu hết rồi. Cái gì ăn hết quả này là quả mới lợn đâu anh. Hạt của nó ăn ngợi lắm. Bé nhỉ. Cái dây nó nhà đó. Hả? Cái dây mới lượng nhà. Ờ. Đi đeo con đâu rồi nhỉ? Ôi, to lắm rồi ăn nó. Mốc. Thế nó bò đây à? Thế nó bò thế này. Đi lên. Đã được một con nhé. Không biết là kết quả sẽ như thế nào. Đây là xe đúng rồi. Ôi nhờ. Mưa này là chịu khó đi tìm. Nó ra tìm thức ăn ấy, mà nó toàn lên cạn thôi. Thật tinh mắt cơ. Cây này là cây rau da xoan đấy các anh. Rau da xoan rừng này nó to lắm. Mưa rất là to nhưng mà cái suối nước này nó không đục đâu các bác ạ. Này nó chỉ có màu vàng của lá cây thối thôi. Chứ nó không có, nó không đục đất đấy. Mưa tạnh một cái là một lúc sau là nó lại trong ngay. Thấy gì? Đây có cái sen đá này, sen rừng. Sang nước. Mưa. Mưa cái sang nước rất là cao. Cái này mát nhỉ. Nước nó phả xuống cái này mát. Nó thấy có cua nhỉ.
วันนะทางเรือเก่าวุฒิthổi gió ra đây rung hết lá cây hôm nay chắc hôm nay không may mắn rồi các bạn hơn một đoạn rồi mà chưa thấy gì cua trốn hết rồi phải mưa thật to mà cái lúc đang mưa ấy phải đi cơ đấy, cái thác này không đi được thì em tôi phải đi tránh sang bên này đấy, thích như kia lên thật cao đây này cơ rất là ghê đi thật hết sức cẩn thận à đây trơn lắm làm gì đấy mấy tầng à ôi giời ơi này hết tầng này đến tầng khác tôi vừa vượt lên từ dưới kia này tiếp đây nữa này chẳng thấy có con cua nào chẳng lên tít tít trên kia lại có một tầng nữa kìa ô sao cái này chắc phải đi khơi đêm mới được thôi ngày nó không ra xuống đường hàng hết rồi trời thì đang mưa quá nhá này tránh sang bên này có khi là vào rừng nhặt ốc có khi còn hiệu quả hơn á cầu cũng khủng không thấy có cua đâu được có lắm
vượt rất là sâu. Từ nãy giờ mới được một con thôi các bạn ạ. Ô, oh, đi ngày mưa đi. Ủa? À, đây, là bao nhiêu? Mưa nó lên cạn hết, bây giờ con này có cái nhiều. Mưa là nó chạy lên rừng hết nên là không thấy được phải thôi. Chạy lên rừng hết rồi. Con này có cái gì? Con này là cua vàng nhỉ? Câu đây. Con vàng với một con đấy. Cô vàng với một con cô đỏ. Con chạy chín năm rồi. Ủa nhỉ? Cái thật không? Ôm. Đi lên rừng tìm có khi còn nhanh. Đây rất nhiều cây thối. Cua cua. Con này. Con này gãy hết càng rồi. Con này rất cắn nhau ấy. Đây. Tầm trên này cũng có một tí à? Là được 3 con. Đây rồi, hôm nay chắc là hiệu quả mới rồi. Chuẩn bị mưa ướt thì còn hơi hiệu quả nữa chứ. Ối cho nó nhanh thôi. Coi đêm đi. Đi nhanh được. Ngày thì cũng chả bắt được ếch, bắt được mỗi cua còn mõm. Thác lưa tiếp. Măng. Ôi giời. Nó một củ à? Một củ có đừng là cao cao rồi. Ừ. Quang các cây này đổ nhỉ. Ừ. Cây to đùng đổ nhỉ. Đó. Dạ. Cùng cái này đứng một hàng luôn. À. Cao quá nhỉ. To chứ vẫn được. Đây là cây gừng này các bác nhé, gừng nản đấy. Măng. Đây là cây sơn thục này. Thơm này. Vừa chặt phải thôi, thơm phức thôi. Bóc nốt cái này nhé. Cái cây này nó thối gốc thế là nó đổ. Không phải ai chặt gì đấy.
mưa. Được thêm một con cua các bác nhé. Thì tổng là 4 con. Cái này phải xem gầm đá cơ. Quả gì? Cái quả này thuộc họ họ quả ngóa các bạn nhé. Đi vào rừng vầu các bạn. Hai bên suối toàn là vầu. Hôm nay chỉ soi đêm ếch thôi. Ngày đi mưa này còn mõm. Anh em không ấy nữa thì quay về thôi. Nhiều quả thế. Trên đường về hai anh em thấy cái quả rừng này rất là ngon thế này. Đi chặt nhá. Chặt. Này các bác. Quả này ngon đấy. Đã biết rồi là quả gì, ngon lắm. Này bóp một cái là mút lấy cái phần bên trong ấy các bác nhé. Nó là chất đường ấy. Nó nhầy nhầy giống như đường ấy. Này. Ngọt lắm. Đây đấy. Chất này. Còn nhiều nhỉ. Ngọt, ngọt lịm luôn. Giống như kiểu mật ấy. À đấy, tên gọi là gì, quả gì? Nhặt đấy là mút nhé. Dễ mút. Nhiều nha, chưa? Một cây. Nhiều 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 nhiều. Ngọt lắm. Toàn chất đường thôi. Phần này bóp này này. Mút lấy cái phần đường này. Ngốm rất nhiều hạt đấy bé. Có loại to loại này mà nhỉ? Củ này to. Loại này cũng phải loại to. Có loại to bằng ngón tay út. Nó tầm tã. Hai ít rau ngót nhỉ. Bạn đây là rau ngót rừng nhé. Đợt này nó già hết đợt rồi. Nó lại ra, nó cái này nó ra theo đợt chứ. Ví dụ như là đây này, bắt đầu đợt mới này. Lộc non. Có cây nào non non thì hái. Mưa. Nhìn thấy rừng rồi. Còn lá già nhỉ. Phải mà. Thế này ra lộc bắt đầu ra đợt mới. Đây rất nhiều mà già. Hết đợt. Đi vào đúng dịp nó ra lộc ngon. Cái này cũng phải mà. Đây này. Lá non này. Từ đây dồn về chắc là đủ ấy. Nấu ít mà, nắm là được. Bẻ lâu lâu không ăn. Bẻ ấm về nữa nhỉ. Rồi. Đây là già. Mới ra lộc.
mưa. Đỉnh quá. Hơi già về nấu canh. Già cũng được về nấu canh. Để nước chăn cơm. Mình không để ý mình đi qua thơm lắm. Ừ. Đây là rau bò khai quá nhé. Khai lẫn luôn. Bò khai. Mùa hè trong rừng này thì không lo. Không lo cái mảng rau. Rất nhiều loại rau có thể ăn được. Đã đi về đến lán các bạn ạ. Ướt như chuột lột luôn. Úi, gãy đấy. Sắn. Ô. Hôm nay mưa cả măng không phơi được, đợi đây. Ao đầy nước. Khá là đục. Hai anh em tôi sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì đang tiến hành nấu bữa ăn trưa. Đây là nồi cơm này. Đây là đồ đạc thu được này, lấy ra đi. Đâu? Ủa, có cái lá này. Lá này chắc là giúp được. Đây là rau ngót rừng. Rau măng vơ hết ra ngoài. Chưa rửa qua đã ngon đấy. Bẩn chứ. Rửa qua chứ. Mình giúp dưới kia rửa. Mình rắc đó. Mang cả cái mũ này đi à. Anh hái cả hoa. Ừ. Nó bảo hoa ăn hay bị say à? Hoa ăn say đấy. Quả chắc không phải đâu. Xình nói linh tinh. Vừa hết ra. Nói hai cái tí này xem. Rửa nhiều. Tắt ra chỗ bàn đây. Đây là được 4 con cua. Còn này là măng thì nó luộc phơi. À, món măng kia nó còn chưa phơi đấy. Ừ. Thế em ơi đi nhé. Ừ. Cơm anh đi phơi măng. Để trong sọt này luôn chứ hôm nay. Ừ, tí đem rửa luộc. Hôm nay ăn cua với lại qua. Nó còn mấy con nếch mà. Nhỉ, nếch nấu với măng chua. Cua tí nó luộc. Cua luộc lên thôi. Luộc lá chanh. Giờ trời cũng đã tạnh mưa, bắt đầu hửng nắng rồi. Ao thì đầy ắp nước rồi đấy. Nãy là sáng nay mưa là không có phơi. Chắc là giờ vừa mới mở bạt ra mà chưa phơi được. Cái này là vừa hôm qua luộc nhé. Qua luộc chưa phơi. Đây món trước này, nó khá là khô rồi. Giải nó ra, ô, sàn này còn ướt đó, chắc để tí nữa. Chờ sàn nó khô khô hơn đấy. Đàn bướm. Các loại bướm này các bác nhé. Gần gần đây các bác xem. Các loại màu sắc thôi. Ừ. Rất nhiều các loại bướm đen trắng vàng hoa có. Đêm đến thì thiêu thân.
ngày thì bướm, đêm thì con thiêu thân nó nhiều kinh khủng luôn. Ở vùng đất này nó còn nhiều rừng, rừng nó nhiều nên là các loại bướm nó phát triển kinh lắm. Đang tiến hành luộc món cua cho ăn, được 4 con, cũng không được to lắm. Vẫn còn nhớ nhớ rồi. Úi giời, cong luôn. Cái này to phết đây. Con đỏ nó mới to. Ồ, con kia mới to kìa. Còn biết hết, cắn nhau sao biết hết. Đó, tí nữa là dùng cái nước cua nấu luôn cái món canh, món rau này. Nó chỉ việc thái cho vào thôi. À, cho ít lá chanh vào nhỉ. Ở trong cái rừng này có chanh. Chanh này là chanh rừng. Còn ít vào để nó đánh mùi các bác. Nước sôi này vớt ra. Cho thêm một ít muối vào nữa. Nấu nốt món thịt ếch nữa nhỉ. Ếch này tí sáng nay rán lên rồi này. Tí là sẽ cho một ít măng chua vào. Thêm ít măng chua vào là nấu là ngon lắm. Nấu ếch thì quá đúng bài. Cái bình măng chua. Chua lắm à. Đây là rượu chuối nhé. Chắc chắt ra. Cái măng này sẽ bổ ra để làm măng khô các bác nhé. Đã hết chưa? Hết rồi. Này, sẽ luộc lên sau đó là phơi khô. Em phơi khô. Cua chắc chín đấy nhỉ. Ừ, chắc chín đấy, khô lớn này. Thái luôn món rau này. Ủ già đấy. Rau cùn. Rau này quá cùn. Cái đá mài bị nước lũ trôi mất. Thơm. Rất là thơm nha các anh. Bò khai lấn lộn đấy chưa? Có cả bò khai đây. Đó là góc cua ra. Cho nổi cơm được á nhỉ. Lên đũa đây. Gắp cả món lá chanh ra nhé, xong là cho rau vào. Dẻo lên nhờ. Ngon đấy. Khe đấy cua lúc nào cũng béo hơn mà. Đầy dĩa. Cho em bàn này xong em vớt những chân tay kia. Kệ nó đi. Em vớt được hết thì vớt cái lá đi, cho rau vào. Cái nó cũng ở đấy mà. Rất là ngon. Hết rồi. Đấy, có một cái càng. Đây, sẽ cho rau vào các bạn nhé. Lá chanh là bỏ nhá. Bỏ thôi. Nấu với cái nước cua ấy, nó thành giống như kiểu canh cua ấy, rất là ngon. Rau gì cũng được nhá, rau dớn rồi rau rừng. Cứ luộc cua xong lại lấy cái nước ấy nấu rau. Ngon lắm. Thôi cái này rồi. Rớt tí đóm vào. Đấy con. Là còn là món ếch nữa thôi. Nấu món ếch cái lại ba con ếch này nấu với măng chua. Vậy là bữa trưa của hai anh em tôi đã xong. Rất là tuyệt vời rồi. Đây là cua luộc, lá chanh, rau ngót rừng. Đây là ếch trơn, nấu măng chua. Còn đây là món canh bí của bữa sáng vẫn còn.
ngon đấy. Ừ, nha. Xin phép mời tất cả các bác nhá. Mời các bác nhá. Cua trước hình nhỉ? Cua đi. Đây là các bạn này. To, béo lắm. Nó thịt luôn. Ăn đi. Bóc luôn nha. Bóc luôn. Thử con này nào. Kiểu béo. Con này nhiều lắm. Con này không béo mấy đâu. Cái thạch cua là rất ngon. Ăn béo ăn thơm rồi. Ăn béo không? Có. Ăn béo mấy. Ít rượu nhưng mà chiều còn các còn đi đánh bẫy nên là thôi. Rau này rất ngon. Còn cua béo. Cua ăn béo mua thùng dàm nhá. Ăn thịt ếch đi. Đùi ếch. Đùi. Chú ăn đùi bên kia đi. Đây là ếch nản đấy. Không chấm được. Đấy, các bạn nhé, con trình nạc luôn. Xương bếch tí. Đấy chỉ rót to mà xương bằng cái tăm. Rau này nấu với canh, nấu với nước luộc cua thơm á. Ăn ở đây nó ngọt hơn nhỉ, có nước luộc cua vào. Nước luộc cua này nấu cái gì cũng ngon lắm. Có bắp bi rừng để vào hơn. Cành. Lúc ăn nó khác hẳn. Nước cành nó ngọt. Ngọt. Cua đi. Cua đi. Nhắm cơm không đúng đấy. Chật ních nhỉ. Muôn đá. Ngon mạnh. Phải không? Khá là béo. Con này vẫn còn có trứng hay sao nhỉ? Trứng á? Chắc phải á, loại cua cái này đẻ không có mùa đâu mà. Mùa này hết mùa đẻ rồi sao? Thấm thơm. Ờ, nhìn vẫn thấy dính dính đấy đấy. Chắc vẫn thấy ung à? Rất ngọt. Ngọt phía. Ngay cũng phải người biết ăn cơ. Không biết ăn thì nghe xương á. Người biết ăn thì mới nghe ngon. Đây hôm nay là có 3 con. 2 con bé. Ba bắt từ hôm qua về. Ngon đây. Ngon lắm.
nha. Hai anh em tôi tập trung ăn uống xong là nghỉ ngơi nha các bác nhé. Xin tạm dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Tạm biệt các bác nhé. Anh em tập trung ăn uống này.